trục kháng chiến iran dường như có dấu hiệu dạn nứt khi các lực lượng trong liên minh này theo đuổi những mục tiêu lợi ích khác nhau bị cô lập và chịu các lệnh trừng phạt quốc tế iran đã xây dựng một liên minh gọi là trục kháng chiến có chung tư tưởng với đường hướng chống phương tây nhằm bảo vệ vị thế và nâng tầm ảnh hưởng cho khu vực trục kháng chiến iran có dấu hiệu dạn nứt Trục kháng chiến Iran hình thành từ những năm 1980, kể từ đó Iran đã tài trợ và trang bị vũ khí cho các lực lượng dân quân Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen, Hamas ở Gaza, các lực lượng của Iraq và Syria. Các nhóm vũ trang thân Iran này sẽ trực tiếp chiến đấu chống lại Israel, Mỹ, giúp Iran tránh được trách nhiệm trực tiếp vốn có thể khiến đối phương trả đũa nhắm vào lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, hiện tại những dạng nứt đang bắt đầu lộ rõ trong trục kháng chiến này, theo tờ The quân Trish Reiner. Iran cáo buộc Israel ám sát lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi cuối tháng 7 và tuyên bố sẽ trả đũa. Điều này đã khiến cả khu vực Trung Đông đứng trước nỗi lo chiến tranh sẽ lan rộng. Đến thời điểm hiện tại, Iran vẫn đang cân nhắc cách phản ứng với vụ ám sát ông Hanige sao cho vừa đủ gian đề mà không kích động Israel và đồng minh trả đũa trên đất Iran. Tuy nhiên, lợi ích đa dạng và phức tạp của các lực lượng vũ trang thân Iran, bao gồm Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Liban và các nhóm Hồi giáo iraq Syria có thể khiến tính toán trả đũa của Iran trở nên phức tạp. Cậu xe Iran và những con ngựa bất khám Ông Andrew Tabler, cựu giám đốc về Trung Đông tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng cho rằng Iran giống như một cỗ xe do một nhóm những con ngựa ngang bướng kéo đi. Ông Tabler nhận định, Iran đang nắm quyền kiểm soát nhưng các đồng minh của mình thường bất đồng về tốc độ và hướng di chuyển và điều đó có thể dẫn đến các vụ tai nạn. Hezbollah không ngần ngại leo thang căng thẳng với Israel khi liên tục nã đạn pháo, rocket, UAV vào đối phương, gây nhiều thương vong thiệt hại. Israel đã ám sát một số thành viên cấp cao của Hezbollah, mà gần đây nhất là chỉ huy Hezbollah Fuad Ruk và Hezbollah đã phản ứng gay gắt khi tấn công vào các cứ điểm, cơ sở hạ tầng Israel để trả đũa. Theo trưởng The quân Trish Reiner, sự leo thang giữa lực lượng Hezbollah với Israel khiến nguy cơ chiến tranh lan rộng lên rất cao. Trong khi đó, Syria, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar al-Assad, vốn chủ yếu phụ thuộc vào Iran, đã trình bày quan điểm với Iran rằng Syria không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến, theo một cố vấn chính quyền Syria và một quan chức an ninh châu Âu. Lý do là Syria đang phải vật lộn với một cuộc khủng hoảng kinh tế do lệnh trừng phạt trong nhiều năm gây ra, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn, khiến giới lãnh đạo nước này mất kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía Bắc và phía Đông Syria. Lực lượng thân Iran ở Iraq và nhóm Houthi ở Yemen dường như đang mong muốn có một cách tiếp cận quyết liệt hơn, không chỉ đối với Israel mà còn đối với quân đội Mỹ đóng quân cho khu vực. Điều này có vẻ đang khiến Tehran lo lắng. Theo các thành viên cấp cao Houthi và quan chức châu Âu, lực lượng Houthi đang muốn mở cuộc tấn công lớn vào các tàu chiến Mỹ và các cảng của Israel, không chỉ để trả thù vụ ông Haniyeh bị ám sát mà còn để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào một cảng quan trọng ở Yemen vào tháng trước. Việc Israel tấn công vào cảng của Yemen là đòn đáp trả sau khi khao thi phóng một UAV vào một tòa nhà ở Tel Aviv, khiến một người chết. Trước đó, Houthi đã phát động chiến dịch tấn công các tàu mà nhóm cho là có liên hệ với Israel di chuyển trên biển đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Ông Osama al-Rawhani, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Sana'a, chuyên nghiên cứu các vấn đề ở Yemen đánh giá rằng Houthi rất liều lĩnh và đầy tham vọng việc kiểm soát phần lớn lãnh thổ yemen và ở một số vị trí chiến lược trên các tuyến đường vận tải biển đã thôi thúc nhóm này có những hành động táo bạo như vậy việc tìm ra phản ứng phù hợp sau vụ ông hannigan bị ám sát rất quan trọng với iran khi vừa tránh được sự trả đũa từ israel và đồng minh vốn được trang bị bài bản và chất lượng hơn vừa giữ được sự tôn trọng của các lực lượng ủy nhiệm của mình Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề nghị lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei phản ứng kiềm chế sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát ở thủ đô Tehran. Ông Putin cũng khuyên là không nên tấn công dân thường Israel theo hai nguồn tin cấp cao của Iran, chia sẻ với hãng tin Reuters vào ngày 6 tháng 8. Hai nguồn tin cấp cao Iran cho biết, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã chuyển thông điệp của Tổng thống Vladimir Putin tới giới chức Iran nhân chuyến thăm của ông đến Tehran vào ngày 5 tháng 8. Hai nguồn tin Iran giành rẽ về cuộc họp ở Tehran cho biết Iran cũng thúc ép Moscow cung cấp cho nước này máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 do Nga sản xuất. Hãng thông tấn nhà nước AIA vào ngày 6 tháng 8 đưa tin ông Shoigu cho biết đã thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Haniye trong chuyến thăm Tehran. Trong khi đó, nguồn tin của Reuters không cung cấp chi tiết về các cuộc hội đàm của ông Shoigu trong chuyến thăm Tehran. Theo nguồn tin của Reuters, chuyến thăm của ông Shoigu là một trong nhiều con đường mà Moscow đã sử dụng để truyền đạt tới Iran thông điệp về sự cần thiết phải kiềm chế để tránh xung đột lan rộng ở Trung Đông. Đồng thời, Moscow lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas là hành động rất nguy hiểm. Các nguồn tin cho biết Trung Đông đang trên bờ vực của một cuộc tấn công lớn và những người đứng sau vụ ám sát rõ ràng đang cố gắng gây ra một cuộc xung đột như vậy. Nga đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Moscow cũng cho biết họ đang chuẩn bị ký một thỏa thuận hợp tác rộng rãi với Tehran. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Iran chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó Iran tuyên bố nước này không muốn leo thang căng thẳng nhưng Israel cần bị trừng phạt để tránh gây thêm bất ổn. Tại Washington, một quan chức của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 5 tháng 8 cảnh báo về những rủi ro của một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn. Quan chức này nhấn mạnh rằng quy mô phản ứng của Iran và lực lượng Hezbollah sẽ là yếu tố chính quyết định mức độ của một cuộc xung đột tiềm tàng. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington đang làm mọi cách có thể để ngăn cản tất cả các bên không đi đến mức không thể quay lại. Người này nhấn mạnh các quốc gia khác trong khu vực và châu Âu nên làm nhiều hơn nữa. Một quan chức Qatar cho biết Doha đang liên tục thảo luận với Iran để giảm bớt căng thẳng bất chấp những nỗ lực của các quốc gia phương Tây và khu vực nhằm thuyết phục Iran trả đũa một cách có chừng mực hoặc không trả đũa. Tehran đã nói với các quan chức nước ngoài rằng họ sẽ đáp trả khốc liệt. Thông tin này được bốn nguồn tin Iran xác nhận độc lập với hãng tin Reuters. Tại Lebanon, một nguồn tin thân cận với lực lượng Hezbollah cho biết một cuộc tấn công trả đũa là không thể tránh khỏi và ngoại giao không còn khả quan. Nguồn tin cũng khẳng định Iran muốn cuộc tấn công đó cứng rắn nhưng không mong kéo theo xung đột toàn khu vực. Tuy nhiên, nguồn tin nghĩ rằng điều này không loại trừ khả năng xảy ra xung đột ở Lebanon giữa lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn và Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vào ngày 5 tháng 8 yêu cầu quân đội phải sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả việc chuyển sang thế tấn công nhanh chóng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cảnh báo hành động trả đũa của Tehran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Hanige có thể diễn ra sau một thời gian dài chờ đợi. Thủ lĩnh Hanige đã bị sát hại tại Tehran vào cuối tháng 7 và giờ sau khi tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masao Pezeshkian. Theo Reuters, sau vụ việc, Iran cam kết sẽ trừng phạt Israel một cách nghiêm khắc, mặc dù nước này không phủ nhận hay thừa nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ ám sát trung đông đã chuẩn bị cho hành động trả đũa công khai của iran nhưng cho đến nay vẫn chưa diễn ra ông alimo hamad nani phát ngôn viên của irgc nói thời gian đang ủng hộ chúng ta và thời gian chờ đợi phản ứng này có thể sẽ rất lâu ông nani đồng thời nói thêm rằng kẻ thù nên chờ đợi một phản ứng có tính toán và chính xác từ iran truyền thông địa phương cũng trích lời ông nani rằng các nhà lãnh đạo iran đang cân nhắc các tình huống và phản ứng này không phải là sự lặp lại các hành động trước đây của iran Mỹ đã yêu cầu các đồng minh có quan hệ với Iran thuyết phục nước này giảm căng thẳng ở Trung Đông. Ngoại trưởng Antony Blinken tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ Israel, nhưng cho biết tất cả các bên ở Trung Đông, bao gồm cả Israel, nên kiềm chế hành động leo thang. Ông Blinken cho biết việc xoa dịu căng thẳng không chỉ quan trọng trong việc ngăn chặn một cuộc xung đột lớn cho khu vực, mà còn tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza. Ngoại trưởng Mỹ đã đến khu vực này trong nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo ông Naini, Tehran ủng hộ bất kỳ động thái nào có thể dẫn đến chấm dứt xung đột ở Gaza. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Iran không xem động thái của Mỹ là chân thành, mà xem Mỹ là một bên tham gia cuộc xung đột ở Gaza. Căng thẳng đang gia tăng ở Trung Đông khi Iran chuẩn bị trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran. Người ta dự đoán Iran và Hezbollah sẽ tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào Israel vì vụ sát hại các quan chức Iran và Beirut. Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện ở Trung Đông sau khi Iran tuyên bố sẽ trả thù vụ ám sát thủ lĩnh phe phái chính trị Hamas. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan đến vụ ám sát. Chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh thiếu tướng Hossein Salami cho biết: "Trong thế giới ngày nay, bạn phải mạnh mẽ để tồn tại hoặc đầu hàng, không có lập trường trung dung nào cả." một tuyên bố của lực lượng vệ binh cho biết một số lượng lớn tên lửa hành trình đã được bổ sung vào hạm đội hải quân của lực lượng vệ binh những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn cực mạnh không thể phát hiện và có thể gây ra thiệt hại lớn cũng như đánh chìm mục tiêu theo cnn các báo cáo cho biết hezbollah đang âm mưu tấn công israel trước iran tehran cũng thông báo rằng nhiều loại hệ thống tên lửa tầm xa và tầm trung cũng như máy bay không người lái chính xác và radar hải quân đã được bổ sung vào hạm đội của nước này Báo cáo cho biết, những hệ thống này nằm trong số những vũ khí chống tàu nổi và tàu ngầm hiện đại nhất của lực lượng hải quân vệ binh cách mạng. Theo Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập, các hãng hàng không Ai Cập đã được lệnh tránh không phận Iran trong 3 giờ vào ngày 7 tháng 8 sau khi nhận được thông báo từ Tehran yêu cầu làm như vậy vì cuộc tập trận quân sự. Sakin Gobadi, một thành viên của Ủy ban đối ngoại thuộc Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran, nói với Newsweek rằng chủ nghĩa khiêu chiến của Iran đang làm gia tăng cuộc khủng hoảng. IRGCN là tổ chức an ninh đáng sợ và khủng mạnh nhất của đất nước. Đài truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng cảnh quay cho thấy một số loại vũ khí vào thứ Sáu. Hải quân tuyên bố chỉ có 210 trong số 2.654 hệ thống được trưng bày vì lý do an ninh. Iran sở hữu một trong những chương trình tên lửa lớn nhất ở Trung Đông, coi loại vũ khí này là lực lượng gian đề và trả đũa quan trọng chống lại Mỹ và Israel trong trường hợp chiến tranh trong khi đó mỹ đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với iran rằng nước này sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu tiến hành tấn công israel theo tờ the world trus một quan chức cho biết mỹ đã gửi thông điệp rõ ràng tới iran rằng nguy cơ leo thang căng thẳng lớn nếu họ thực hiện một cuộc tấn công trả đũa đáng kể vào israel là cực kỳ cao theo văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mỹ iran được trang bị số lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong khu vực Trước khi chết, Haniye tuyên bố Israel đã giết hại 60 thành viên trong gia đình ông trong suốt nhiều năm, tờ New York Times đưa tin. Trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Gaza. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Palestine, ước tính có 15 người thiệt mạng do vụ đánh bom của lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hai trường học đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho người Palestine di tản ở phía Bắc giải Gaza. Israel đã củng cố phòng thủ trong nhiều tháng kể từ sau cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào tháng 10 năm ngoái khi Hamas bắn hàng trăm tên lửa, máy bay không người lái và đột kích vào Israel. Tuy nhiên, mức độ khẩn cấp đã tăng đáng kể trong 10 ngày qua khi cuộc xung đột tương đối kiềm chế với phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền nam Liban hiện có nguy cơ dẫn đến cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán khỏi các khu vực miền Bắc Israel trong tầm bắn của đốc kết Ebola kể từ sau khi xung đột nổ ra. Nhiều khu vực biên giới của Israel giờ đây gần như bị bỏ hoang. Mặc dù vậy, rocket của Ebola có thể bắn sâu hơn nhắm tới các mục tiêu nhạy cảm như thành phố Cảng Haifa ở miền Bắc Israel. Bệnh viện Tham Bam của thành phố được đặt trong tình trạng báo động từ tháng 10 năm ngoái và đã sẵn sàng cơ sở ngầm 3 tầng kiên cố để điều trị cho bệnh nhân. Ông David Ratner, người phát ngôn của bệnh viện, chia sẻ, chúng tôi đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Quân đội Israel hiện trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cuối tuần trước, họ đã tăng cường hệ thống báo động không kích và phát sóng cảnh báo trên toàn quốc, bao gồm cả tin nhắn văn bản theo thời gian thực để gửi đến người dân ở các khu vực mục tiêu. Nhiều hội đồng địa phương đã khuyến cáo người dân giảm các hoạt động không cần thiết luôn ở gần các khu vực được bảo vệ và tránh tụ tập đông người. Tại Haifa, các hầm tránh bom công cộng đã được trang bị hệ thống kỹ thuật số để có thể mở khóa từ xa trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công. Yai Zimmerman, người đứng đầu Bộ phận Dịch vụ Khẩn cấp và An ninh của thành phố cho biết một số bãi đậu xe ngầm đã được phê duyệt làm nơi trú ẩn tạm thời với đủ chỗ cho hàng nghìn cư dân nếu cần. Tại thành phố Ramla ở miền trung Israel, dịch vụ xe cứu thương quốc gia Magen David Andom, gọi tắt là MDA, đã thu thập máu hiến tặng trong một trung tâm dịch vụ dưới lòng đất, được che chắn bằng những bức tường bê tông cực dày, cửa chống nổ và cửa ngăn khí. Chúng tôi đối mặt với mối đe dọa từ Iran, từ Hezbollah, các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn, mối đe dọa lớn đối với nhà nước Israel và chúng tôi muốn đảm bảo đã sẵn sàng cho mọi tình huống, một đại diện của MDA cho hay. Tuần trước, Bộ bảo vệ môi trường Israel đã đánh giá tình huống để quyết định cách tốt nhất bảo vệ các nhà máy có hàng tồn kho có thể nguy hiểm nếu bị tấn công bằng tên lửa hoặc cách đối phó với một cuộc tấn công vào tòa nhà có chứa amiang. Quân đội Israel cho biết, Bộ Tư lệnh mặt trận nội địa thường xuyên liên lạc với các nhà máy và chính quyền địa phương để duy trì bức tranh toàn cảnh về mức tồn kho của các vật liệu nguy hiểm. Trong khi đó, tập đoàn Ba đơn vị vận hành một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở phía đông địa Trung Hải tại Haifa, chia sẻ họ đang làm việc để duy trì an ninh năng lượng và tính liên tục của việc cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế. Ngoài ra, chính phủ Israel cũng chuẩn bị cho kịch bản người dân rút tiền ồ ạt khỏi các ngân hàng. Ngân hàng Trung ương Israel khẳng định lượng tiền trong hệ thống ngân hàng sẽ vẫn đảm bảo. Phát biểu khi thăm cơ sở tuyển quân Hen Hashomer và gặp gỡ những người nhập ngũ hôm 7 tháng 8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói, tôi biết rằng người dân Israel đang trong tình trạng cảnh giác và tôi yêu cầu các bạn một điều, hãy kiên nhẫn và bình tĩnh. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả phòng thủ và tấn công. Chúng ta đang tấn công đối phương và cũng quyết tâm tự vệ. Ông bày tỏ niềm tự hào về các binh sĩ, quân dự bị và quân thường trực, gọi họ là xương sống của dân tộc những bình luận chấn an của thủ tướng netanyahu đưa ra trong bối cảnh người israel đang thấp thỏm trước nguy cơ một cuộc tấn công của iran và các nhóm ủy nhiệm để đáp trả hai vụ thủ lĩnh hezbollah và hamas bị ám sát giới tình báo phương tây dự đoán iran có thể triển khai một cuộc tấn công trả đũa trong tuần này tuy nhiên cách thức và quy mô vụ tấn công vẫn là một bí ẩn Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng lên khi Iran và các nhóm vũ trang trong trục kháng chiến tại khu vực đang chuẩn bị đáp trả Israel về vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad sắc hồi đầu tuần trước. Một trong những quan điểm được ủng hộ ở Iran là họ cần phải thể hiện phản ứng kiên quyết mạnh mẽ và sẵn sàng tham gia vào một cuộc chiến để giảm leo thang Hamid Riza Azizi, chuyên gia về Iran và là thành viên của Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu tại Doha, Qatar phát biểu các nhà lãnh đạo iran nghĩ rằng nếu không làm như vậy thì israel sẽ không dừng lại và sau một thời gian các quan chức iran có thể bị israel nhắm mục tiêu công khai ông nói thêm lãnh tụ tối cao iran ayatollah ali khamenei đã tuyên bố rằng bổn phận của đất nước ông là phải trả thù cho thủ lĩnh Haniel sau khi ông này bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran khi tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Massoud Pezeshkian vào ngày 30 tháng 7. Israel chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng Iran cáo buộc chính họ đứng sau vụ ám sát này. Vài giờ trước khi ông Haniel qua đời, Israel đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa nhằm vào một tòa nhà dân cư ở Dahiya quận Đông Đúc ở thủ đô Beirut của Liban. Vụ tấn công đã khiến chỉ huy nhóm Hezbollah ông Fuad sắc cùng với một phụ nữ và hai trẻ em thiệt mạng. Israel tuyên bố vụ bắn tên lửa lần này là nhằm đáp trả vụ tấn công bằng đạn pháo của Hezbollah đã khiến 12 trẻ em ở cao nguyên Golan thiệt mạng. Tuy nhiên Hezbollah phủ nhận trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng triển vọng chiến lược chung vẫn như vậy theo nghĩa là Hezbollah không muốn leo thang thành một cuộc chiến tranh lớn. Ông Nicholas Brankford, chuyên gia về Hezbollah tại Atlantic Council, một nhóm nghiên cứu tại Washington bình luận. Đó có thể là hành động theo từng đợt với trục kháng chiến do Iran dẫn đầu và sau đó là các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang khác, ông nói thêm. Tôi nghĩ rằng họ sẽ nhắm vào một mục tiêu quân sự cấp cao, những thuyết âm mưu. Theo một cuộc điều tra của New York Times, thủ lĩnh Hamas Haniel đã bị ám sát bởi quả bom do tình báo Israel đặt tại đó cách đây khoảng 2 tháng nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của ông đến Iran. Bà Nega Motazavi, chuyên gia về Iran và là thành viên cấp cao của Trung tâm Chính sách Quốc tế CLIP, lập luận rằng đây có thể là vụ ám sát bí mật như những vụ việc mà tình báo Israel đã tiến hành trước đó nhằm vào. Với các quan chức hạt nhân Iran, Cả hai bên đều có lợi ích trong việc thúc đẩy những thuyết âm mưu như thế, chuyên gia Motazavi nhận định. Iran muốn xem vụ ám sát như một cuộc tấn công vào chủ quyền của họ, và Israel muốn nói rằng đây chỉ là một phần của cuộc chiến tranh ngầm, một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hoạt động bí mật trước đây, chuyên gia này nói thêm. Ngoài ra, theo chuyên gia Motazavi, Israel đang cố gắng khiêu khích Iran phát động một cuộc tấn công lớn, vốn buộc các nước đã ra tín hiệu không muốn bị kéo vào cuộc chiến tranh khu vực phải trực tiếp tham gia vào phe của họ. Bà đã nhắc đến cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran tại Syria vào tháng 4, khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm cả hai vị tướng Iran. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng Israel đã tính toán sai lầm khi tấn công đại sứ quán vì không ngờ Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ như vậy theo New York Times. Thực tế là vào ngày 13 tháng 4, Iran đã trả đũa bằng cách bắn một loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel sau khi nói rằng đã cảnh báo Mỹ và các đồng minh của mình đầy đủ. Mỹ về cơ bản đã nói rõ với Israel rằng họ sẽ ở đó để bảo vệ theo Avi, nhưng không tấn công Iran bà Motazavi cho biết để giải thích lý do tại sao Israel không có hành động leo thang thêm sau cuộc tấn công của Iran. Ông Azizi, chuyên gia về Iran cũng cho biết Tehran coi cuộc tấn công đại sứ quán là tính toán sai lầm của Israel, nhưng việc ám sát ông Haniel ngay tại lãnh thổ nước này được coi là hành động khiêu khích trực tiếp. Dựa trên những gì tôi thấy, lần này Iran có thể không thực sự đưa ra cảnh báo chính xác trước cho Mỹ và các đồng minh của Washington trong khu vực về cuộc tấn công tiếp theo của họ nhằm vào Israel, ông nói. Iran coi các hành động trước đây không có tác dụng ngăn chặn Israel. Rủi ro leo thang Một số nhà phân tích cảnh báo một cuộc tấn công lớn của trục kháng chiến có nguy cơ giết chết binh sĩ hoặc thường dân Israel, do đó làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột lớn trong khu vực. Chuyên gia HAGE Ali cũng cho rằng Việc Israel phản ứng không cân xứng đối với các cuộc tấn công trước đó của Hezbollah đã đưa khu vực này đến gần hơn với chiến tranh. Ví dụ vào ngày 8 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã bắn tên lửa vào các vị trí của Israel tại Seba Farms, vùng lãnh thổ của Liban do Israel chiếm đóng. Chuyên gia HAGE Ali cho biết Israel trả đũa bằng cách bắn sâu vào lãnh thổ Liban khởi động chu kỳ bạo lực leo thang kéo dài đến nay. Ông Azizi thừa nhận rằng rủi ro xung đột đang cao hơn rất nhiều. Ông cho biết kể từ sau khi thủ lĩnh Hamas bị ám sát, Iran đã công khai nói về việc phối hợp phản ứng với các đồng minh trong khu vực. Chuyên gia HAGE Ali cho biết, điều đó sau đó sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn của Israel và sau đó sẽ dẫn đến nhiều cuộc tấn công trả đũa dẫn đến chiến tranh toàn khu vực Trung Đông.